MC Thiện Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma, đọc truyện đêm khuya của kênh Tử Vi và MC Thiện Đức. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái phần 7 của bộ truyện tâm linh kinh dị được mang tên là Nhà Thờ Tổ. Đây sẽ là phần cuối của cái bộ truyện này. Thì ở cái phần cuối của bộ truyện này thì tất cả những bí ẩn về gia đình nhà Phun Sam sẽ được tiết lộ, và việc cậu Bình vô tình vướng phải những câu chuyện kỳ quái của gia đình nhà Phun Sam liệu có phải là sự tình cờ ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của số phận? Chúng ta hãy tìm lời giải đáp ở trong cái phần 7 phần cuối của bộ truyện này nhé. Phần 7 phần cuối của bộ truyện sẽ được mang tựa đề Ân Oán Truyền Đời. Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe. Sáng sớm hôm sau, cậu Bình bắt đầu lên đường ngày đêm trở lại Playken. Chuyến này cậu đi rất nhanh, chỉ mất 2 ngày là tới nơi. Cái vòng mà bé Puria đưa cho cậu bây giờ lại càng chuyển sang màu đỏ sậm, bắt đầu bong chóc vẩy như da rắn. Trên tay cậu Bình, ngoại trừ cái vòng của bé Puria, còn có một sợi dây cà tha của sư cụ đã tặng và bị cháy mất 2 nấc. Cậu thì cứ ngồi vuốt từng nấc một của cái sợi dây cà tha và cái vòng chuỗi hạt của sư quang để lại. Cậu lầm rầm khấn cho hai người hãy giúp cậu, phù hộ cho gia đình cậu vượt qua cái đại nạn này. Cậu Bình xuống xe ở một vùng rừng hoang sơ, nhờ dân địa phương dẫn đường cho cậu lên ngôi chùa ở phía sau núi. Cậu nhân cơ hội đó về thăm dò tình hình gia đình bé Puria, nhưng người dân ở đó có vẻ có một điều gì đó sợ hãi, không dám nhắc tới gia đình nhà Puria. Cậu Bình và người dẫn đường men theo con đường ngoằn ngoèo vào sâu trong rừng thẳm. Cậu không dám đi vòng qua nhà Puria nên cứ phải cắt rừng mà đi. Tới khoảng chập tối thì tới chùa. Quái lạ là trong chùa vắng tanh không có một ai. Cậu Bình đi vòng vòng xung quanh chùa để tìm các nhà sư thì thấy mọi người đang tụ họp trong một gian phòng phía sau bàn thờ gần sát phòng của sư cụ. Khi cậu Bình tới nơi, cậu nhìn thấy trong căn phòng trống trơn, chỉ kê có 2 cái giường. Mỗi giường đều có một người nằm, tay chân thì bị cột lại giường bởi rất nhiều dây bùa màu vàng. Cả người thì đắp hờ một tấm chăn ngang qua ngực. Cậu Bình định cất tiếng hỏi nhưng lại thôi, vì thấy tất cả mọi người đang tập trung cầu kinh. Cậu không muốn cắt ngang cho nên ngồi xuống bậc cửa chờ đợi. Sau khi mọi người tụng kinh xong, rất lặng lẽ, trật tự đi ra khỏi phòng. Vừa quay mặt vào phòng và đi giật lùi, cậu Bình thấy sư cụ vừa định lên tiếng thì ông đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, kéo cậu ra khỏi phòng đi rất vội vã. Một tay giữ miệng cậu Bình, một tay giữ cho đầu cậu không quay về phía sau. Đột nhiên, cậu Bình thấy sống lưng mình lạnh toát lên, dường như có một thứ gì đó đang tiến sát theo cậu. Sư cụ nhanh chóng kéo cậu Bình chạy thật nhanh ra khỏi cái lằn ranh giới giữa khu nhà, thì cảm giác lạnh toát biến mất. Cậu Bình vào đến đại điện thì sư cụ mới thả tay ra. Sư cụ lắc đầu thở dài và nhìn cậu Bình rồi hỏi: "Thế tại sao cậu lại quay lại đây? Quay lại là chết chắc. Ta đã nói với cậu là phải trở về Phnom Penh đi cơ mà." Cậu Bình sửng sốt, nếu không phải vì sư cụ gửi thư cho cậu bảo cậu về thì cậu sẽ không về. Nhưng sư cụ phủ nhận không hề gửi thư cho cậu. Cậu Bình hốt hoảng thuật lại mọi chuyện cho sư cụ nghe. Từ chuyện cậu gặp chú của Phun Sam trong bệnh viện, rồi chị cậu bị ám, rồi chuyện xảy ra đêm hôm trước ở nhà cậu. Sư cụ nhìn cậu rồi nhíu mày lắc đầu. "Cậu nhờ có 2 âm tướng phù trợ, chứ nếu không đêm đó cậu khó mà sống nổi. 2 viên tướng đó có thể là thần giữ của ngôi nhà anh chị cậu đang ở, hoặc là người chết trong trận chiến, rất linh thiêng, may mắn hợp với cậu, cho nên họ đi theo phù trợ cho cậu. Nhưng tôi nghĩ có thể đó là vị tướng của vị sư mà đã tặng cho cậu 2 cái lá bùa cả tha. Tướng âm như vậy không phải ai cũng có thể nuôi bình và luyện được, phải là những người có thuật pháp rất là cao tay. Tuy nhiên, dù cậu có được theo phù trợ, nhưng tôi vẫn phải nói trước với cậu, cậu ở đây thì vẫn có thể gặp nguy hiểm. Hiện giờ thì mọi chuyện đã chạy khỏi tầm khống chế của tôi,
chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó mà thôi. Hơn nữa... Sau đó, sư cựu bỏ lẳng lơ câu nói rồi buông một tiếng thở dài. Cậu Bình sốt ruột, bèn chắp tay cúi xin sư cụ cứ nói tiếp. Trong lòng cậu Bình nóng như lửa đốt, sợ thì ít mà lo cho Phun Sam và Puria thì nhiều. Sư cụ thở dài rồi bảo cậu Bình đưa bàn tay phải ra, nơi có đeo chiếc vòng của con bé Puria. Khi thấy tay của cậu, sư cụ giật mình rụt tay lại. Đến lúc này cậu Bình mới có dịp nhìn kỹ bàn tay của mình. Cái vòng bằng thịt và tóc bện lại đã dính chặt vào tay của cậu, có màu đỏ hồng như một vết sẹo chạy vòng quanh cổ tay. Bàn tay của cậu Bình thấp thoáng những tia máu đỏ, màu đen len lỏi từ cổ tay chạy dài lên lòng bàn tay, rõ nhất là ở các đầu ngón tay. Sư cụ bắt cậu Bình đưa tay rồi dùng một con dao nhỏ rạch phần đầu ngón tay của cậu Bình, thì bất ngờ không hề có máu chảy ra mà chỉ có những sợi tóc đen lòi phủ ra ngoài phần thịt. Cậu Bình quá bất ngờ trố mắt nhìn. Sư cụ lắc đầu và nói: "Cậu đã bị nhiễm ngải quá độc rồi. Hơn nữa, cái vòng này từng được ngâm trong mỡ của thai nhi xây khô. Hai thứ này nếu kết hợp với nhau sẽ gây ra một thứ độc chết người, mà nó rất chậm. Nó không gây ra đau đớn ngay lập tức, nhưng nó sẽ tấn công một cách từ từ. Một khi máu của cậu đã bị nó đồng đặc hết thì cậu sẽ chết. Với lại, một khi cái vòng chuyển sang màu thịt tươi, điều đó có nghĩa là cái người làm ra cái vòng này đã không còn trên cõi đời nữa." Cậu Bình hít một hơi thật dài rồi nhìn sư cậu, cậu thì thào: "Nếu nói như lời của thầy thì không lẽ Puria đã chết?" Sư cụ gật đầu, ông lấy ít vải quấn quanh đầu ngón tay của cậu Bình, vừa kể về chuyện Puria. "Sau khi cậu lên xe về Phnom Penh, Puria vẫn ở lại nhà của bố đẻ. Sau khi ông ta phát hiện đứa con của người vợ thứ sáu đã sinh được khoảng một tuần, không kịp luyện Kumathong thì ông ta rất tức giận, đánh hai mẹ con Puria thậm tệ, rồi bỏ sang nhà chú của Puria. Lợi dụng lúc ông ta đi ra ngoài, Puria dẫn mẹ kế tới chỗ chùa và cho bà ở tạm lại trong chùa. Con bé Puria nó lẻn về nhà đánh cắp các bình linh nhì mang đến cho ta. Nhưng khi chuyển gần hết chỉ còn lại một cái bình thì bố Phun Sam trở về bắt được tại trận. Ông ta nổi trận nơi đình, ông ta tự tay dựng một giàn thiêu ở trước cửa chùa, trói con gái vào kịch cột và ngang nhiên chất củi cao đến ngang người của con bé. Sau đó để con bé làm lên cái đống củi cao đó." Sư cụ dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục kể: "Ông ta bắt chúng ta phải trả lại những bình đựng Kumathong đã bị đánh cắp. Nhưng mà khi Kumathong đã lên trên chùa thì mất đi hoàn toàn linh nghiệm. Ta cố gắng nói cho ông ta để ông ta thả Puria ra, nhưng không kịp nữa rồi. Ông ta nhẫn tâm châm đuốc đốt chính con gái của mình." Nói tới đây, nước mắt sư cụ trào ra, cậu Bình lảo đảo gục đầu vào ghế. Bằng chất giọng nghèn nghẹn, sư cụ lại kể tiếp: "Cái lúc bị đốt, con bé Puria cắn chặt răng không kêu lên một tiếng nào cả. Bọn ta muốn xông ra nhưng không ai dám bước ra khỏi cái cổng chùa để ngăn cản. Lửa thì cháy phừng phừng càng ngày càng lớn. Puria nó bắt đầu kêu khóc, nhưng mà chỉ ít lâu sau thì con bé nó lịm đi vì quá đau đớn. Khi mà dây chói bị đứt thì cả người Puria nó bỗng nhiên đứng lên trên giàn hỏa thiêu, hai cánh tay nó bị cháy thùi giơ thẳng lên trời rồi nó giật lại. Cái lúc ấy thì bố Phun Sam bắt đầu tụng kinh nằm bầm. Tức thì cái xác cháy đen của Puria nó bật dậy chạy thẳng về phía rừng. Bọn ta thì ai cũng sợ hãi, đứng chết chân thì không dám tới gần. Đêm hôm đó chúng ta mạo hiểm đi cùng với một nhà sư trẻ trong chùa đến gần của nhà Phun Sam để dò thám. Chỉ thấy bố Phun Sam ngồi giữa nhà phe phẩy cây quạt như đang nói chuyện với ai. Căn nhà thì tối om, chúng ta tìm một góc để lánh vào.
Vừa kịp lúc xong thì nghe thấy trong rừng có một cái tiếng gì trù dài, không biết là của loài sinh vật nào. Chúng ta thì đột nhiên cứng hết cả người, không dám thở mạnh. Đột nhiên thì phía sau lưng có một cái đầu lo già, tóc thì cháy nham nhở, một cái thân hình nó đen khen khét, lở loét nhiều chỗ, đặc biệt là cái đôi mắt. Đôi mắt nó không còn cái mi mắt hay cái chân mày, mà chỉ còn hai cái tròng trắng lồi ra. Cái con quái thú đó cứ đứng nhìn gườm gườm chúng ta, nước dãi thì cứ tưa ra trên mép. Chúng ta chưa kịp cảnh báo thì con thú đó đã nhảy bổ vào người vị sư trẻ, cắn ngang cổ thả đi. Ôi giời ơi, một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên bị quật ngã, cái con nhỏ đó nó thả đi như một con búp bê, chết mà không kịp kêu lên tiếng nào, lạnh hết cả người. Rồi nhanh chóng ta quay trở về chùa, không dám đuổi theo nữa. Kể tới đây thì sư cụ thở dài, cậu Bình càng sốt ruột hơn, không dám cắt lời của sư cụ. Sư cụ trầm ngâm một lát rồi tiếp tục kể. Sau cái chết của vị sư thầy trẻ đó, chúng ta đóng kín cửa nghiên cứu về thuật pháp, nhằm tìm hiểu con quái thú đó do cái vật gì tạo nên và tìm cách tiêu diệt nó. Nhưng rất tiếc chúng ta là những người tu hành, tâm thì hướng thiện, đâu phải là những người tu hành hành đạo diệt tà, cho nên kiến thức của chúng ta khá hạn hẹp. Chúng ta bất đắc dĩ cố gắng phải bố trí những vòng kết giới xung quanh chùa để bảo vệ trên dưới lớn nhỏ ở trong chùa, còn lại thì cứ vo mặc cho trời định. Nhưng mà chỉ vài ngày sau, liên tiếp làng mạc lân cận đều có tin có người bị hại chết. Lạ một điều là những người chết thì giống như bị con gì đó nó cắn, nó hút máu, nó moi tìm, moi ruột, rồi nó kéo cái xác đến dựng ở cổng cửa chùa. Chúng ta và những thần nhân của người chết tìm đủ mọi cách để hạ cái xác xuống, mang về chôn, nhưng mà bất lực. Những cái xác đó nó tim tai, nó tèo tóp, cắm siêu vẹo vào cái đá núi quanh cái cổng chùa, như là mọc từ dưới đất mọc lên. Dù có cố gắng đào đất cỡ nào, hoặc là hợp sức sổ ngã, hoặc là cột dây cho trâu bò nó kéo ngã, nhưng mà không có cái hiệu quả gì. Chúng ta cứ chứng kiến cái cảnh đó mà hoang mang sợ hãi quá. Cậu Bình nghe xong thì thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao khi cậu đến đây thì không nhìn thấy gì cả. Sư cụ mới thong thả giải thích. Thì ra trước khi cậu Bình đến đây khoảng vài tuần, có một người xuất hiện trước cổng chùa, mặt mũi rách bươm, tóe máu, theo sau lưng là một cái xác sống giật dẹo, đó chính là Phun Sam. Còn cái xác sống kia chính là người chú của Phun Sam. Cái xác sống giật dẹo bị cột bằng những mảnh vải đỏ xé nhỏ, nó cứ liên tục vùng vẫy, phát ra những tiếng gầm gừ nhưng rất yếu ớt. Phun Sam vừa tới nơi thì lập tức dùng những mảnh vải đỏ mang theo người cột vào mấy cái xác chết dựng đứng trước cổng chùa, thì lập tức chúng ngã xuống đất và bắt đầu phân hủy rất nhanh. Chỉ khoảng vài thời gian nhai bã trầu mà Phun Sam đã dọn dẹp sạch sẽ những cái xác cắm xiên xẹo trước cổng chùa. Sư cụ nghe báo lại là có người đến dọn dẹp những cái xác kia, thì nhanh chóng dẫn theo những vị sư trong chùa đi ra cổng xem có chuyện gì xảy ra. Vừa thấy sư cụ, Phun Sam nhanh chóng quỳ sụp xuống, lại xin sư cụ mang mình và cái xác sống kia vào trong chùa, dùng dây bùa cà tha cột chặt lại và đều đặn mỗi ngày tụng kinh siêu độ. Sư cụ hỏi chuyện nhưng Phun Sam cứ một mực lắc đầu, không nói, chỉ dặn một câu duy nhất là khi nào cậu Bình tới, chí ngọ ngày hôm nay, hãy đem cậu Bình tới gặp Phun Sam sau căn phòng phía sau bàn thờ Phật ở chùa. Đúng chí ngọ ngày hôm sau, sư cụ đưa cậu Bình đến căn phòng nhỏ phía sau bàn thờ. Dù là ban ngày nắng chói chang nhưng trong phòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo, ngột ngạt, khó tả. Cậu Bình bước vào trong phòng, thấy Phun Sam nằm thẳng cẳng trên giường, tay chân đều bị cột chặt vào giường, người thì thiêm thiếp như đang ngủ. Giường bên kia là một cái thây người bắt đầu thối rữa, nhưng vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra hình ảnh của người chú Phun Sam đang nằm trên cái giường bằng đá tảng. Cậu Bình xót bạn, vừa bước tới định gỡ dây cho bạn thì đột nhiên cái xác sống bên kia gầm gừ nho nhỏ trong cuống họng. Phun Sam nghe tiếng động thì tỉnh giấc, bắt đầu tự đập đầu xuống gối, lực đập càng lúc càng mạnh. Tiếng sọ người va đập vào giường nghe cứ bình bình xoáy vào não.
Nhưng lạ một điều là khi Phun Sam đập đầu thì cái xác bên kia cũng vặn vẹo đầu và nó cũng tự nâng đầu lên đập thật mạnh xuống giường. Lát sau cái xác nằm im không gầm gừ. Lúc đó Phun Sam mới lên tiếng: "Bình đi à, cậu về đi à. Ừ, như vậy là cậu đã trở lại rồi." Cậu Bình gật đầu: "Ừ, thế cậu sao rồi?" Phun Sam chỉ cười buồn, ra dấu cho cậu Bình đến ngồi dưới chân giường và bảo cậu im lặng. Rồi Phun Sam bắt đầu kể: "Cậu đã nhận được một bức thư đúng không? Thật ra đó là thư mình gửi cho cậu đó. Chỉ có cậu về đây thì mới có thể giải quyết được cái chuyện này." Cậu Bình nhíu mày không hiểu, Phun Sam mới hỏi lại: "Thế cậu có nhớ gần 8 năm về trước, nhà cậu có một người bỏ nhà ra đi biển biệt không?" Câu chuyện bắt đầu kể từ khi mà người đó đi tìm kẻ thù đòi lại món nợ cho gia đình. Chỉ trong vòng có 100 ngày, cả gia đình của kẻ thù đó đã chết gần hết, chỉ còn lại một đứa con nuôi do đi theo quản gia làm buôn bán ở xa không có mặt ở nhà là còn có cơ hội sống sót. Cậu có biết tại sao không? Cậu Bình lắc đầu. Phun Sam lại kể tiếp: "Đầu dây mối nhợ cũng chính vì mối oan nghiệt của đời trước, kẻ thù từ phương xa đã dùng một mặt nạ đồng để yểm bùa cả gia đình. Cái mặt nạ vốn dĩ là công cụ để tế lễ của người Miêu mỗi khi họ tổ chức lễ tế. Trong cái mặt nạ đó có chứa rất nhiều những oán khí của những người đã bị hiến tế, cũng như là nguồn gốc sức mạnh của nhiều lời nguyền độc địa. Cái mặt nạ đó có thể khiến cho người ta mất đi lý trí, không từ thủ đoạn để có thể ám hại anh em, tự tay giết chết những người xung quanh để trở thành người sở hữu sức mạnh, cứ như bị ma ám. Sau khi cái mặt nạ vô tình được mua về từ một kẻ ăn mày ngoài đường thì cả gia đình cứ như lên cơn điên. Họ đều là những người tu luyện thuật pháp, nhưng hễ tài năng càng cao thì khi phát điên thì càng kinh khủng hơn. Cứ người nọ giết người kia. Sau 2 tháng thì cả gia đình đã không còn một ai sống sót. Nhưng lúc đó có một người con nuôi trong gia đình theo chân quản gia đi làm ăn xa đã thoát được cái kiếp nạn này. Đứa con nuôi đó đã thề báo thù cho cả gia đình mình. Và cái nỗi oán thù đó cứ chồng chất từ đời này sang đời khác. Chứng kiến cả nhà không còn một ai sống sót, thử hỏi người còn sống sẽ căm hận tới mức nào. Người con nuôi đó chính là ông nội của mình. Ông và quản gia đã lưu lạc tới vùng đất Phnom Penh và định cư tại đây, tìm thầy học thêm về đạo pháp để sau này trả thù cho cả gia đình. Dù gia đình ông nội ai cũng biết làm bùa phép, nhưng ông thì không. Ông chỉ mang danh là con, nhưng thực sự là người nhận về nuôi, cho nên học suốt đời thì cũng chỉ có thể dừng lại ở mức sơ đẳng. Ông không chịu thua mà tìm cách mời rất nhiều thầy miên về dạy cho con trai của mình, hy vọng nó thay mình trả thù. Nhưng may sao bố mình lại thông minh từ nhỏ, học 1 hiểu 10, nhanh chóng luyện thành thuật pháp. Ông vốn dự định luyện xong 10 Kumatho sẽ tìm kẻ thù để báo oán, nhưng chưa xong thì kẻ thù đã tự tìm tới đây. Nói tới đây, cậu Bình chợt hiểu ra, thì ra Phun Sam chính là hậu duệ dòng họ của cậu Chiếu ngày xưa. Phun Sam lại tiếp tục nói: "Cậu đang nghi ngờ mình đúng không? Thực ra mình cũng không biết gì hết. Mình cũng chẳng phải là con ruột của bố mình. Bố đẻ của mình chính là cái xác sống nằm ở bên cạnh kia. Bố mình vốn là người luyện linh nhi, ông không được phép gần nữ xác, cho nên tất cả những người con sinh ra đó chính là do ông chú của mình cưỡng hiếp. Ngoài trừ mình thì được bố mình giữ lại nuôi lớn để dành mục đích là thừa kế sau này. Những đứa em trai của mình khi sinh ra đều bị giết chết từ lúc mới lọt lòng, lấy mỡ luyện Kumatho từ nhỏ. Em gái thì nuôi tới 9 tuổi sẽ bị cắt cổ lấy máu để nuôi ngài. Mình thì hoàn toàn không biết gì về những hành động ác độc của bố, cho đến khi xảy ra sự việc chú mình tìm cách nhập vào mình để giết cậu, nhưng mà không thành. Lúc đó mình mới phát giác ra cái chuyện bất ngờ này." Phun Sam thở dài rồi im lặng. Một lúc lâu sau đó mới tiếp tục kể: "Phun Sam vốn bị nhốt ở nhà chú, nhưng nghe tin có quỷ hại người thì lờ mờ nghi ngờ ông bố của mình. Một ngày kia, Phun Sam vô tình nhìn ra cửa sổ lúc đêm trăng tròn thì phát hiện có một cái bóng đen ở ngoài vườn nhà mình. Nhờ ánh trăng, cậu nhìn thấy cái bóng đó mang một cái vòng đá màu xanh
rất giống cái của Puri hay đeo. Cái bóng đó tha một xác người đang nhỏ máu vào vườn. Sau đó nó cắn xé và moi tim. Sau khi moi được tim thì nó nhanh chóng bới đất dưới chân sàn nhà của chú Phun Sam và chôn xuống. Hôm sau Phun Sam tìm cớ ra xem thì thấy trên cột nhà có một cái dấu đỏ như máu, nhìn loang lổ thành từng vòng như một lõi cây. Nhìn khoảng cách vòng máu thì những vòng gần cuối chân cột có màu đậm hơn, vòng gần phía trên thì nhạt dần. Tuy bị giam lỏng nhưng cậu vẫn có uy với đám người hầu trong nhà. Sau mấy lần bảo họ truyền tin thì ông bố Hờ mới chịu đến nhà gặp cậu. Phun Sam gặng hỏi ông bố nhiều lần nhưng ông ta không thèm đáp lời. Đến khi cậu ta đe dọa là sẽ tự tử để chết thì ông ta không còn truyền nhân. Ông ta mới bắt đầu chịu kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện. Trước khi đi, ông ta trỏ mặt cậu và nói: "Mày chỉ là thứ mang một nửa dòng máu dòng họ nhà tao. Không vì cái mục đích khác thì tao cũng giết mày để luyện quỷ nhi lâu rồi. Mày ấy biết điều, an phận thì kế tục dòng họ, không thì mày cũng không sống yên được đâu con à." Nói xong ông ta bỏ đi. Phun Sam từ đó bắt đầu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng trong đầu cậu ngấm ngầm tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên cứ lúc nào cậu định bỏ trốn thì người trong nhà đều phát hiện và chặn lại. Ban đầu cậu không biết làm cách nào, nhưng sau đó cậu phát hiện cứ đêm khuya khi cậu ngủ và trở mình thì dưới giường cũng phát ra tiếng cọt kẹt tương tự. Sau nhiều lần tìm cách theo dõi, cậu nhìn thấy cái xác sống của bố đẻ, tức là của ông chú cậu, bị nhốt ở phía dưới nhà sàn, đúng vị trí của phòng cậu. Khi cậu chạy đi thì nó cũng chạy, đá mạnh vào vách để báo động cho người nhà. Cậu cứ đi đi lại lại trong nhà thì nó cũng đi đi lại lại. Nhất cử nhất động của cậu đều không thể qua mắt người làm trong nhà. Tuy nói bản thân mình không theo đạo, nhưng Phun Sam dù sao cũng là người có hiểu biết. Sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng tìm ra một hạ sách. Vốn biết rằng những vật tà uế kỵ màu đỏ, những thứ ô uế tương tự, cậu nghĩ ra cách tìm lấy cái quần xà rông màu đỏ mà cậu hay mặc, xé ra làm một thứ như cái màn treo ở cửa phòng. Cứ hàng ngày cậu chui qua chui lại nhiều lần, dần dần thì mối liên kết của cậu và cái xác dưới nhà sàn cứ từ từ chậm lại. Có khi cậu bước một bước thì phải rất lâu sau cái xác mới bắt đầu bước. Nhận ra một ngày cả nhà ngủ hết, Phun Sam lén lút chùm cái xà rông màu đỏ lên trên đầu, leo qua cửa sổ xuống cái phòng dưới nhà sàn, xé ra nhiều mảnh vải từ cái quần của mình để cột vào cái xác, dùng phần còn lại một nửa chùm lên đầu mình, một nửa chùm lên mặt cái xác sống và kéo đi. Băng rừng cả nửa đêm không dừng lại, cuối cùng cậu đến được chùa và gặp được sư cụ. Kể xong, Phun Sam bắt đầu đưa mắt nhìn cậu Bình rồi thở dài một lần nữa. Dù có cố gắng thế nào thì mối liên hệ của mình và cái xác không mất đi. Vì sao? Đó cũng là bố đẻ của mình. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp đỡ mình được thôi. Sau đó Phun Sam bắt đầu nhỏ giọng dặn dò cậu Bình. Ngay trong chiều hôm đó, cậu Bình nhờ các vị sư trong chùa tìm thật nhiều cái xà rông màu đỏ, đem về xé nhỏ, lối lại thành lưới răng khắp khu vực xung quanh chùa. Còn cậu thì trực tiếp ngồi trong phòng canh chừng Phun Sam và cái xác sống. Cứ mỗi lần cái xác gầm gừ thì cậu lấy ít muối hoa vào nước cùng với bát trầu phun thẳng vào mặt nó mới im lặng được một lát. Mỗi lần cái xác bị phun nước muối thì Phun Sam cũng giật người theo. Cuối cùng tới gần nửa đêm, cậu Bình bắt đầu mệt mỏi thiếp đi. Các vị sư trong chùa cũng tập trung tụng kinh. Đột nhiên từ phía cánh rừng, rất nhiều bóng đen bắt đầu bò trườn về phía chùa. Chúng rất im lặng, kiên nhẫn nhích từng chút một về phía chùa mà không gây ra tiếng động nào. Vị sư trẻ nhất ngồi gần góc khuất của chùa đang tập trung nhắm mắt tụng niệm thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh trườn lên vai. Vị sư này giật bắn mình, nghĩ là con rắn cho nên cố gắng không cử động mạnh. Ở vùng núi thường hay có rắn bò vào chùa. Các vị sư không dám cử động mạnh vì sợ rắn cắn cho nên từ từ quay mặt ra sau. Vừa quay mặt ra sau, nhà sư trẻ đã hét lên một tiếng thoảng thốt và ngất xỉu. Thì ra cách khuôn mặt của nhà sư trẻ chỉ khoảng vài phân có một bộ mặt trắng toát như chất phấn, môi đỏ như máu, mắt thì mở trợn trừng đang nhìn chằm chằm,
cánh tay trắng ẩn của nó đang đặt lên vai của nhà sư trẻ, cái miệng đỏ loét đang cười toét ra, khoe cái hàm răng trắng ẩn. Bộ mặt trắng toát đó gắn trên một cái thân hình lộn ngược, nó di chuyển bằng hai tay và hai chân, phần lưng thì song song với mặt đất, hai tay vặn ngược lại, còn phần chân thì chẽ ra hai bên, chậm chậm bò lại gần nhà sư trẻ, cái miệng càng ngày càng toét ra, rộng đến cả mang tai. Nghe tiếng hét của nhà sư trẻ, tất cả mọi người nhốn nháo ngừng tụng kinh, thoảng thốt quay lại thì phát hiện ra có một vòng những con quái tương tự đang xếp hàng xung quanh cửa chùa, nhưng chưa có một con nào dám vượt qua cái lưới làm bằng xà rông màu đỏ. Chỉ có một con duy nhất đang thò vuốt qua cái mắt lưới chạm vào người vị sư trẻ, do vị sư trẻ ngồi gần vị trí lưới và ở góc khuất nhất. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo ở phía ngoài thì trong phòng cậu Bình vẫn mê mệt nằm ngủ dưới sàn, không phát hiện ra cái xác sống đã bứt đứt được sợi dây trói và nhòm dậy từ bao giờ. Nó đang nhìn cậu Bình chăm chăm và phát ra những tiếng gầm gừ khè khẽ. Phun Sam cũng đã ngủ dậy, dùng răng cắn chặt vào ngón tay của cậu Bình và miệng cũng phát ra những tiếng gầm nho nhỏ. Trong lúc mọi người đang bấn loạn chưa biết phải làm như thế nào thì đột nhiên trời nổi cơn giông gió, sớm chớp lóe sáng như muốn rạch nát cái bầu trời, rồi kế tiếp mưa ào xuống như chút nước. Sư cụ chỉ huy các vị sư trẻ rút hết vào trong nhà, chốt chặt cửa chùa lại, rồi nhanh chóng cử một nhóm sư cầm bùa cà tha, chẳng hạn nước cúng, vừa đi vừa vẩy khắp xung quanh chùa. Xong xuôi đâu đó thì đích thân sư cụ cầm theo dây cà tha cùng với 6-7 sư trẻ tuổi khỏe mạnh, cầm theo dây thừng bện từ dây mây và tóc người trong gian phòng nhỏ ở phía sau chính điện. Sư cụ chỉ huy nhóm sư trẻ dùng dây trói chặt cái xác của Phun Sam, lúc này đã mất hết lý trí, liên tục gầm gừ muốn nhào tới cắn cậu Bình. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần tới gần cậu Bình thì nó lại bị bật ngược về phía sau. Một người đỡ cậu Bình, những người còn lại kéo Phun Sam vào bố cậu ta vào chánh điện. Phun Sam thì từ khi mất hết lý trí cứ gầm gừ, thi thoảng phát ra những tiếng cười ghê rợn, còn cái xác của ông bố thì cứ nhe hàm răng trắng ẩn, nước dãi chảy lòng thòng. Đến chính điện, sư cụ bố trí các sư trẻ ngồi thành hai vòng tròn, cậu Bình ngồi ngay dưới chân tượng Phật. Xung quanh là bốn vị sư tương đối lớn tuổi, vòng thứ hai là 8 vị sư trẻ ngồi xung quanh Phun Sam và cái xác. Sau khi sắp xếp xong hết, sư cụ chỉnh lại áo sống, quàng một tấm vải đỏ có họa tiết đặc biệt, tượng trưng cho phận trụ trì của sư. Sư cụ dặn dò mọi đệ tử lớn nhất trong chùa phải chú ý tới trận pháp. Mọi người phải liên tục tụng niệm cho đến khi qua hết đêm nay mà không được dừng lại. Nói xong, sư cụ lắc đầu, chắp tay quỳ lạy 3 cái trước mặt Phật tổ, rồi đích thân sư cụ gọi đệ tử lớn nhất tới gần. Sư cụ tự mở cửa bước ra ngoài, cầm theo mõ và chuông, ngồi xuống, xếp chân lại, bắt đầu gõ mõ tụng niệm. Đệ tử nghe hiệu lệnh của sư cụ đóng chặt cửa lại. Trong khoảnh khắc cửa khép, người đệ tử thấy sư cụ điềm nhiên, sững sờ, ngồi gõ mõ tụng kinh, ngoài sân là lố nhố bóng trắng. Sau khi sư cụ ra ngoài, khép cửa lại, không gian trong chùa chỉ còn lại tiếng rì rầm tụng kinh, hòa với tiếng mưa gió gào thét phía ngoài. Cái xác của bố Phun Sam chỉ khẽ cựa quậy, Phun Sam thì nằm thiêm thiếp, thở ngắt quãng, còn cậu Bình thì vẫn mê man không biết gì. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, bên ngoài mưa gió đã lặng từ rất lâu, các nhà sư còn lại mới đánh bạo mở cửa ra xem. Ngoài sân chùa là hàng trăm hình nhân bằng giấy, loại hình nhân bằng giấy bồi, thường đốt cho đám ma. Đống hình nhân tụ lại nằm thành một vòng tròn xung quanh sư cụ. Sư cụ vẫn ngồi theo tư thế chân xếp bằng, tay cầm mõ, dây cà tha 12 nấc quấn quanh bụng. Tuy nhiên, phía trên xác của sư cụ là hàng trăm ngàn vết răng cắn, cả người ông trắng bệch, mất hết máu. Phía dưới gót chân sư cụ là một con rắn bị dập nát đầu. Không xa phía ngoài cửa chùa là xác của ông thầy Mo, tức là bố nuôi của Phun Sam, bị sét đánh trúng mà chết. Tất cả mọi người lúc này không cầm được nước mắt khi nhìn thấy xác của sư cụ trong tình trạng thê thảm như vậy. Lúc này Phun Sam cũng tỉnh dậy, nhìn thấy sư cụ đã qua đời thì cũng không cầm được nước mắt. Bên kia cái xác cũng bắt đầu cứng lại, không cựa quậy được nữa.
Phun Sang thở dài và nói: Thôi, đến nước này rồi thì chỉ còn một cách duy nhất để có thể giải tỏa cái mối oan nghiệp này một cách triệt để. Cậu Bình, tìm cho mình ít chu sa đỏ, nung chảy một ít bạc. Đến lúc này, mình sẽ bày cho cậu một cái cách này. Nói xong, Phun Sam chỉ lắc đầu thở dài, không chịu nói gì thêm. Mọi người trong chùa cấp tốc mang thi thể sư cụ đi tắm rửa thay quần áo, rồi đặt ông lên linh sàng ở giữa điện. Xung quanh chất đầy hoa tươi theo nghi thức an táng của sư sãi người Campuchia. Các sư chia ra thành hai tốp, thay nhau tụng kinh cho sư cụ, dọn dẹp xung quanh khuôn viên chùa. Đống hình nhân và cái xác bị thiêu chết cũng được mọi người mang ra sân sau, đặt nằm ngay ngắn. Cái xác của ông bố Phun Sam lúc này bắt đầu phân hủy, vì ông ta đã chết từ lâu, chỉ là bị nhập xác điều khiển cho nên mới có thể cử động được mà thôi. Giờ này thì nó cũng bắt đầu phát ra cái mùi hôi thối khủng khiếp. Ông ta thì cũng được đặt nằm chung với cái đám xác kia. Phía ngoài thì cắm cờ phướn, trăng dây cà tha, được các sư thay nhau trông coi. Hai hôm sau thì một đống lửa lớn được đốt ở cánh đồng ngay phía sau chùa lúc trời sập tối. Giữa đống lửa là một dàn thiêu bằng gỗ, xác của bố nuôi và chú Phun Sam được đặt song song nằm trên đài. Tất cả mọi người trong chùa đều tập trung đứng thành vòng tròn xung quanh, tay cầm tràng hạt và đeo dây chỉ đỏ cầu bình an. Cậu Bình và Phun Sam cũng đứng trong hàng ngũ. Lúc này, Phun Sam khá yếu, không thể tự đi được nữa mà phải dựa vào người cậu Bình. Đám khói lửa bốc lên ngùn ngụt, từng cái hình nhân bị ném vào lửa. Đến lúc lửa bén vào cái đài bằng gỗ ở giữa, nơi chất hài cái xác của bố nuôi và chú Phun Sam, thì đột nhiên cái xác của ông bố nuôi ngồi bật dậy, hai tay, hai chân giơ thẳng lên trời. Văng vẳng đâu đó, có tiếng gió gào thét rít lên từng hồi, hòa trong cánh lờ nhờ. Bỗng, từ đâu đó trong rừng, một cái bóng đen lao ra rồi lăn thẳng vào đống lửa. Mọi người định thần lại, thì nhìn kỹ, hóa ra cái bóng đó chính là cái xác của con bé Puria bị thiêu cháy nham nhở từ lúc trước. Puria lao vào đống lửa. Trong khoảnh khắc lửa bén vào cơ thể nhỏ bé của em, cậu Bình chợt nhìn thấy hình như em đang cười, một nụ cười an nhiên, vì cuối cùng em cũng được an nghỉ. Lúc này Phun Sam quay sang bảo cậu Bình đưa mình tới chỗ cây vạc có chứa bạc đang sôi sùng sục. Phun Sam quay lại nhìn thẳng vào cậu Bình, nói với một nụ cười buồn: Bây giờ để giải quyết cái oan nghiệt này, cách duy nhất là giết chết người con trai cuối cùng của cái dòng tộc này, để lời nguyền và cái sự thù oán nó mãi mãi theo mình mà ra đi. Nhưng mà cái mối thù này nó đã bị ông nội mình dùng máu mà khắc sâu vào linh hồn của tất cả những người nam nhân trong cái dòng tộc này. Chỉ cần họ còn một mảnh linh hồn thì họ cũng quyết tìm lấy cậu mà trả thù. Chính vì cái mối oan nghiệt này là ghi quá sâu vào linh hồn mình từ lúc mới được sinh ra. Sau khi chết sẽ không còn bất cứ ký ức về cái nhân gian còn tồn tại. Cái linh hồn của mình lúc đó sẽ vô thức bám theo kẻ thù mà tìm cách để trả thù. Để đảm bảo cái linh hồn và lời nguyền nó tan biến hoàn toàn, thì mình cần cậu giúp mình một việc. Đó chính là phong bế hoàn toàn linh hồn của mình trong cái thể xác này, đốt sạch nó, cho cốt. Nếu như còn một mẩu xương tàn thì cậu cũng phải đập nát rồi giải xuống sông. Bây giờ ấy, cậu hãy dùng cái bạc này đổ vào mắt, vào tai, vào mũi, vào miệng của mình để phong ấn, không được để cái linh hồn nó thoát ra. Trước đó thì cậu nhớ dùng chu sa màu đỏ chấm lên cái huyệt thiên trụ trên gáy của mình, rồi quệt chu sa trộn máu của cậu vào hai lòng bàn tay, trước ngực và trên trán. Tay mình cầm máu của cậu trước khi chết để có thể trấn an là lời nguyền, để linh hồn của mình chấp nhận là cái đời này mình đã được trả thù và đã lấy được máu của cậu. Nhưng mà cậu sẽ bị tổn hại nhiều năm dương thọ, thôi thì coi như là bù đắp lại cái mối thù của đời này. Cậu Bình nghe xong thì mặt tái xanh, lui về phía sau mấy bước. Cậu không thể nào xuống tay với người bạn thân, người mà cậu xem là anh em tốt. Hình thức phong hồn quá tàn nhẫn, bạc nung nóng mà đổ thẳng vào mắt, tai, mũi, miệng. Lúc Phun Sam còn sống sờ sờ thì cậu không thể nào nắm được. Trong lúc cậu Bình còn đang chần chừ không dám làm gì thì Phun Sam chộp lấy lòng bàn tay của cậu,
dùng con dao nhỏ đeo bên hông cứa nhỏ máu vào cái bát đựng chu sa, tự tay phun sam quẹt cái hỗn hợp máu chu sa lên các vị trí trên người, sau đó phun sam nhìn cậu Bình lần cuối. Vĩ biệt người anh em, người bạn thân thiết nhất của mình. Nói xong, phun sam tự tay múc lấy bạc nóng chảy đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống cằm. Bạc nóng bao lấy da thịt cháy xèo xèo, mùi khét bắt đầu lan ra. Cho dù đau đớn nhưng phun sam vẫn kiên trì cho tới khi bạc phủ hết mắt, mũi, miệng, bao kín hoàn toàn phần đầu thì ngã ra đất. Cậu Bình lúc này ngồi bệt xuống đất không thể giữ được bình tĩnh, và cậu đã khóc như một đứa trẻ khi phải chứng kiến người bạn thân nhất của mình từ từ ra đi. Các nhà sư khiêng phần xác của phun sam tới gần và đẩy thẳng vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Gió từ đầu thổi qua mang cho bụi tan lửa rực rỡ bay lên bầu trời. Cậu Bình thì thầm: cậu mong linh hồn của cậu sẽ được an nghỉ phun sam, cũng cầu mong cho bé Puria kiếp sau được đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Ân oán nhiều đời cũng nên kết thúc từ đây. Sáng sớm hôm sau, các nhà sư quyết định hỏa táng cho sư cụ, mang cho cốt vào bảo tháp trong chùa. Cho cốt của cả gia đình phun sam thì được sư mang ra biển hồ rác xuống đó. Đến khi xong hết tất cả thì cậu Bình trở về Việt Nam. Sau khi trở về Việt Nam, cậu Bình lấy vợ sinh con, mở một xưởng cơ khí nhỏ. Cậu dặn dò tất cả con cái trong gia đình mình từ đời sau không được ai dính dáng tới các thứ phong thủy, bùa chú âm phần nữa. Cậu Bình sống thêm được mười mấy năm trước khi qua đời vào năm 33 tuổi. Lúc này bắt đầu nổ ra chiến tranh giữa Mỹ Diệm và Việt Cộng. Tiếng súng nổ, tiếng đại bác xé nát vùng quê yên tĩnh. Vợ cậu Bình dắt díu theo đàn con chạy trốn chiến tranh ra tỉnh cư trú. Ngôi nhà thờ năm nào giờ khóa cửa lại để không. Tuy nhiên khói lửa chiến tranh lại bắt đầu trôn xuống mảnh đất miền quê mầm mống của một cuộc chiến âm phần ghê rợn hơn. Các bạn đã được lắng nghe bộ truyện tâm linh kinh dị dài tập được mang tên là Nhà thờ tổ của MC Thiện Đức. Nếu như các bạn thấy bộ truyện này hay và hấp dẫn, hãy chia sẻ, đăng ký kênh để có thể ủng hộ cho MC Thiện Đức và kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại